Xin chào tất cả các bạn. Trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh Việt Nam thì quân và dân ta đã đào rất nhiều địa đạo trong lòng đất để sinh hoạt, ẩn nấp và chiến đấu. Từ những công cụ đơn giản, thô sơ như cào, cuốc, khi xúc đất bằng tre mà những căn cứ ngầm bí mật và lợi hại này dần dần được hình thành. Chính những công trình đặc biệt này đã góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Địa đạo Tam Giác Sắt chính là một trong những ví dụ như thế. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về trận đánh ác liệt một thời ở vùng Tam Giác Sắt, cũng như ghé đến tham quan địa danh lịch sử này nhé. Tam Giác Sắt là một địa danh chỉ vùng đất có hình tam giác, bị kẹp bởi hai con sông là sông Sài Gòn và sông Thị Tấn. Hiện nay vùng đất Tam Giác Sắt nằm trên địa bàn của ba xã là An Điền, An Tây và Phú An, thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, vùng đất Tam Giác Sắt phát triển về mặt quy mô cùng với sự phát triển của chiến trường, sau này được kéo dài từ Trảng Bàng, Dầu Tiếng sang đến Củ Chi. Đây là một vùng đất có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Phía Bắc được bao bọc bởi rừng rậm mọc tùm và các đồn điền cao su của mật khu Long Nguyên. Phía Tây giáp với sông Sài Gòn, còn ở phía Đông là một chướng ngại vật nhỏ nhưng không thể vượt qua, mang tên sông Thị Tấn. Nơi này được liên kết bởi một đường quốc lộ lớn nối căn cứ Phú Lợi với căn cứ không quân Biên Hòa. Đây đều là những căn cứ lớn và có ý nghĩa vô cùng quan trọng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1948, những địa đạo ngầm đầu tiên đã bắt đầu được xây dựng, nhưng cả quy mô lẫn tính chất vẫn còn khá riêng lẻ, chưa có sự liên kết. Cho đến năm 1960 thì quân giải phóng mới đào mở rộng lên và kết nối lại thành một hệ thống địa đạo ngầm liên kết giữa các khu dân cư với các căn cứ quân sự ngay dưới lòng đất, đồng thời biến địa đạo Tam Giác Sắt thành căn cứ hậu cần bí mật của quân giải phóng. Vì ý thức được rằng sự tồn tại của căn cứ Tam Giác Sắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những kế hoạch của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, nên ngay trong năm 1967, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và Úc đã mở một chiến dịch lớn mang tên là chiến dịch Cedarfone nhằm xóa bỏ căn cứ này. Với khoảng 30.000 binh lính được huy động, cùng với sự yểm trợ đắc lực của những pháo đài bay B-52, thì Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và Úc đã phá hủy một số đoạn địa đạo ngầm, thu giữ được một số tài liệu, lương thực và vũ khí của đối phương. Với tinh thần biết mình biết ta, thì lực lượng quân giải phóng đã đánh giá đúng thực lực của hai bên, tận dụng hệ thống địa đạo ngầm đã được xây dựng và kết nối một cách chặt chẽ, tinh vi trên một phạm vi rộng lớn, thì họ đã đánh đối đầu trực diện với nhóm Liên quân lúc này đang có quân số lớn và được trang bị hiện đại. Nhờ vậy mà phía quân giải phóng vẫn thành công giữ được phần lớn căn cứ. Dọc trên con đường tỉnh lộ 7 nối từ trung tâm thị xã Bến Cát đến bến đò Rạch Bắp và đi ngang qua vùng Tam Giác Sắt thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa bố trí 3 tiền đồn. Mỗi tiền đồn được giao cho một đại đội địa phương quân thuộc tiểu đoàn 321 đóng giữ. Đồn Rạch Bắp thì nằm ở phía Tây giáp với sông Sài Gòn, ở giữa là căn cứ 82, còn căn cứ An Điền thì được bố trí ở phía Đông gần cây cầu bắc qua sông Thị Tấn. Vào ngày 16 và 17 tháng 5 năm 1974 thì sư đoàn 9 chủ lực của quân giải phóng đã bắt đầu tấn công vào ba căn cứ này của Việt Nam Cộng Hòa. Bộ binh, pháo binh và đăng thiết giáp của quân giải phóng đều được huy động để tham gia vào trận đánh này. Bị đánh úp bất ngờ, các đại đội địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa không kịp trở tay nên đã nhanh chóng bị thất thủ. Những lực lượng còn lại rút về trấn giữ cây cầu bắc qua sông Thị Tấn gần căn cứ An Điền để ngăn chặn những bước tiến công của quân giải phóng. Ngay sau đó, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Tư lệnh quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa, đã chỉ huy sư đoàn 18 bộ binh phối hợp với các chiến đoàn thiết kỵ để tổ chức phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực Tam Giác Sắt. Các lực lượng được phía Việt Nam Cộng Hòa huy động lần này chia thành nhiều cánh quân
để tấn công dàn trải cùng một lúc vào cả ba căn cứ. Chiến đoàn 322 phối hợp cùng với một tiểu đoàn bộ binh tấn công vào căn cứ 82 và căn cứ Rạch Bắc. Chiến đoàn 318 nhận nhiệm vụ tấn công vào căn cứ An Điền. Liên đoàn 7 biệt động quân với 3 tiểu đoàn phối thuộc cũng nhắm thẳng vào mục tiêu là căn cứ 82. Do phải chia nhỏ lực lượng để tấn công cùng lúc từ nhiều phía, nên trận đánh này của Việt Nam Cộng Hòa không đạt được kết quả như mong muốn. Ngược lại, các cánh quân của Việt Nam Cộng Hòa đã bị quân giải phóng phản kích và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, thương vong rất lớn. Trước tình hình đó, Trung tướng Phạm Quốc Thuần phải ra lệnh thu quân để có thời gian bố trí lại lực lượng, chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1974, Trung tướng Phạm Quốc Thuần đã gặp gỡ với Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh và Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, chỉ huy Lữ đoàn 3 Thiết giáp, để cùng họp bàn tác chiến. Sau cuộc họp, thì tướng Đảo nhận lệnh chỉ huy các lực lượng tấn công vào căn cứ An Điền. Lúc này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chia thành 3 cánh quân. Cánh thứ nhất gồm một chi đoàn thiết giáp và một đại đội trinh sát tiến quân qua cây cầu bắc ngang sông Thị Tính. Cánh thứ hai là một tiểu đoàn bộ binh bọc ở hai bên sườn của cánh quân đầu tiên. Cánh thứ ba gồm hai tiểu đoàn bộ binh tiến đánh từ phía nam lên. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 1974, các cánh quân của Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt vượt sông Thị Tính để tiến vào căn cứ An Điền. Tuy nhiên, tại đây thì phía quân giải phóng đã bố trí ổ phục kích và đã thành công làm chậm bước tiến quân của Việt Nam Cộng Hòa. Hai bên giao tranh quyết liệt bằng pháo binh và đại bác. Ngay sau đó, tướng Đảo đã tung trung đoàn 48 bộ binh vào mặt trận để tăng viện, quyết tâm chiếm được căn cứ An Điền bằng mọi giá. Trận chiến lần này diễn ra rất ác liệt. Phía quân giải phóng được trang bị xe tăng để chống lại bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì được trang bị các loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ và đã hạ gục ít nhất 4 xe tăng của quân giải phóng. Sang ngày 4 tháng 6 năm 1974, các đơn vị của Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng Hòa đã tiến vào được căn cứ An Điền. Tuy nhiên, Trung đoàn 43 của Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang bị Trung đoàn 272 của quân giải phóng chặn đánh. Chiến đoàn 7 biệt động quân vẫn đang bị mắc kẹt trước cửa ngõ của căn cứ 82. Trong đêm mùng 5 tháng 6, quân giải phóng đã bắt đầu tiến hành những cuộc phản công. Hai tiểu đoàn của Trung đoàn 271 được hỗ trợ bởi 14 xe tăng nhận lệnh tấn công từ hai hướng. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản công rất quyết liệt. Lực lượng bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã bắn cháy 5 xe tăng, bắn hỏng 5 chiếc khác của quân giải phóng. Nhờ vậy mà phía Việt Nam Cộng Hòa đã tái chiếm thành công căn cứ An Điền. Sau khi tiếp quản căn cứ An Điền, quân lực Việt Nam Cộng Hòa củng cố lực lượng và chuẩn bị kế hoạch để tấn công vào căn cứ 82, nơi mà quân giải phóng đang đóng giữ. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1974, chiến đoàn 318 của Việt Nam Cộng Hòa đã đưa được đoàn xe tăng vượt qua sông Thị Tính, băng qua vị trí của sư đoàn 18 đang đóng tại An Điền. Lúc này, sư đoàn 9 quân giải phóng đã rút trung đoàn 95C và thay bằng trung đoàn 271 đóng giữ tại căn cứ 82. Nhận định tỉnh lộ 7 chính là con đường duy nhất mà lực lượng thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa có thể di chuyển. Cho nên Trung ương cục miền Nam đã gửi trung đoàn 141 trực thuộc sư đoàn 7 tới để tổ chức phòng thủ dọc theo tuyến tỉnh lộ 7 trong khu vực Tam Giác Sắt. Sư đoàn 9 cũng chuyển trung đoàn 272 xuống hỗ trợ phòng thủ cho căn cứ 82 và căn cứ Rạch Bắc. Thời điểm này, gió mùa hạ đã bắt đầu thổi mạnh ở khu vực Đông Nam Bộ, gây mưa lớn và mây mù thấp. Kiểu thời tiết này ảnh hưởng rất lớn đến công tác chi viện của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Đến tối ngày 8 tháng 6, chiến đoàn 318 Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bại một tiểu đoàn của trung đoàn 271 quân giải phóng và thành công chiếm được đồi 25, cách căn cứ 82 khoảng 1 km. Đến ngày 10 tháng 6, chiến đoàn 318 lại bị một tiểu đoàn khác của trung đoàn 271 chặn đánh trên tỉnh lộ 7. 4 xe tăng và 1 thiết xa vận của chiến đoàn 318 đã bị hạ gục. Khi màn đêm buông xuống, chiến đoàn 318
tiếp tục bị lọt vào bãi mìn kéo dài 200m mà quân giải phóng đã gài sẵn. Nỗ lực tiến quân vào căn cứ 82 của phía Việt Nam Cộng Hòa đã bị chặn lại. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã huy động thêm lực lượng không quân để yểm trợ nhưng cũng không hiệu quả do bị ảnh hưởng bởi thời tiết và hỏa lực phòng không dữ dội của quân giải phóng. Lúc này tướng Lê Minh Đạo quyết định rút chiến đoàn 318 đi, chỉ để lại chiến đoàn 315 tấn công căn cứ 82. Trong suốt tháng 7 và tháng 8 năm 1974, hai bên luôn ở trong thế giằng co, cầm cự, vừa chiến đấu vừa tranh thủ bố trí lại lực lượng, lên kế hoạch cho một cuộc chiến dài hơi sắp tới. Vào ngày 11 tháng 8, Trung đoàn 8 Việt Nam Cộng Hòa được lệnh rút đi để thay thế bằng Trung đoàn 9. Ở bên kia chiến tuyến thì quân giải phóng cũng rút Trung đoàn 141 đi để thay bằng Trung đoàn 95C giữ nhiệm vụ phòng thủ ở căn cứ 82. Vào ngày 19 tháng 9 năm 1974, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 9 Việt Nam Cộng Hòa tiến quân theo tỉnh lộ 7, vượt qua đồi 25 để tiến sát căn cứ 82. Mặc dù phía quân giải phóng đã chiến đấu và bảo vệ căn cứ rất kiên cường cùng với sự hỗ trợ đắc lực của pháo binh, nhưng do hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa quá mạnh nên quân giải phóng dần bị yếu thế. Vào lúc 15 giờ ngày 4 tháng 10 năm 1974, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giương cờ Việt Nam Cộng Hòa trên căn cứ 82, thành công chiếm được căn cứ quan trọng này. Sau khi giành quyền kiểm soát thêm căn cứ 82, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bàn giao lại cho lực lượng địa phương quân đóng giữ và dồn toàn bộ lực lượng để tấn công vào căn cứ Rạch Bắp. Cuối tháng 10 năm 1974, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra quyết định cách chức Trung tướng Phạm Quốc Thuần để thay thế bằng Trung tướng Dư Quốc Đống. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, tướng Đống đã có mặt ở chiến trường để nắm tình hình chiến sự ở Tam Giác Sắt. Một chiến dịch mang tên Quyết Thắng được tướng Đống phát động với mục tiêu là bằng mọi giá đánh bật các lực lượng của quân giải phóng ra khỏi vùng Tam Giác Sắt. Các đơn vị chủ lực của quân đoàn 3 nhận lệnh phải kiểm soát được căn cứ Rạch Bắp vào khoảng giữa tháng 11 năm 1974. Lúc này Trung đoàn 9 trực thuộc Sư đoàn 5 xuất phát từ căn cứ An Điền và hành quân dọc theo tuyến tỉnh lộ 7. Hai trung đoàn 48 và 52 trực thuộc Sư đoàn 18 thì vượt sông Thị Tính để vòng ra phía sau lưng căn cứ Rạch Bắp. Các trung đoàn khác thì tiếp cận và đóng giữ các vị trí xung quanh để ngăn các lực lượng phòng thủ từ xa của quân giải phóng chi viện cho Rạch Bắp. Sau khi bố trí xong lực lượng thì Trung đoàn 9 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã tiến quân về phía Rạch Bắp. Tại đây thì họ đã chạm trán với quân giải phóng. Hai bên giao tranh quyết liệt và hứng chịu một số thương vong. Để tránh chịu thêm nhiều thiệt hại thì phía quân giải phóng đã quyết định rút đi. Việt Nam Cộng Hòa đã tiến vào và kiểm soát căn cứ Rạch Bắp vào ngày 20 tháng 11 năm 1974. Trước mắt các bạn chính là di tích địa đạo Tam Giác Sắt. Ở phía trên có tấm bảng thông tin các bạn. Hiện nay thì địa điểm này tọa lạc trên đường tỉnh 744 thuộc địa bàn của xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ở đây đối diện với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Tây luôn các bạn. Ngay phía bên cơ đường đây này. Đó. Cổng vào thì cũng được thiết kế rất là đẹp và trang trọng. Khu di tích này thì có tổng diện tích khoảng 230.000 m2 và đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 18 tháng 3 năm 1996. Khoảng sân ở đây rất là rộng và thoáng mát. Trước sân có một cái cột cờ, hai bên thì treo hai lá cờ của đảng và cờ tổ quốc. Ở ngay phía trước sân có một công trình được thiết kế rất là lạ mắt. Mình sẽ di chuyển lên gần hơn.
để quay cho các bạn xem rõ hơn. Một mái che có trụ chính giữa được khoét hình ngôi sao ở hai mặt. Dưới phần nền thì cũng được đắp nổi ngôi sao vàng năm cánh. Đây. Ở góc máy này thì chúng ta có thể nhìn thấy tổng quát hình dáng của công trình tượng đài phía đằng sau kia. Tượng đài được thiết kế giống như một mũi lưỡi lê cắm thẳng lên trời các bạn. Xung quanh đây thì người ta trồng rất nhiều cây xanh để tạo cảnh quan và che bóng mát. Hôm nay thì mình thấy có rất nhiều anh chị mặc đồng phục áo đoàn viên thanh niên đến tham quan di tích này. Đang đứng một nhóm ở phía trong kia các bạn. Không biết là có tổ chức chương trình hay là trò chơi gì không. Ở hai bên này người ta cũng dựng hai cái bức phù điêu rất là lớn này. Bây giờ thì mình sẽ thử đi lên trên phần bục của tượng đài. Cái bục này người ta cũng xây rất là cao nên cũng đi lên khoảng gần 100 bậc cấp thì mới có thể lên tới được các bạn. Một công trình tượng đài xây rất là đẹp và hoành tráng luôn. Ở đây có một cái phòng trưng bày nhưng mà hiện tại thì người ta đã khóa cửa rồi. Đây, cái lối lên được làm theo dạng uốn lượn huỳnh xoắn ốc. Trời bây giờ cũng đang khá là nắng vì cũng gần giữa trưa rồi các bạn. Đây các bạn xem cận cảnh cái công trình tượng đài này. Đứng ở trên bục của tượng đài này thì chúng ta có thể phóng tầm mắt để nhìn được bao quát cả bốn phía. Ở phía ngoài cổng này là tuyến đường tỉnh 744 chạy ngang như thế này các bạn. Và đồng thời cũng chính là hướng chảy của con sông Thị Tính. Còn ở phía mặt sau này, đây là sông Sài Gòn. Một không gian khá là trống trải và thoáng đãng, gợi lên cảm giác yên bình khi đứng ở đây. Nhưng cách đây khoảng 50 năm về trước thì vùng đất này từng là nơi diễn ra chiến sự khốc liệt, cũng có thể gọi là mưa bom bão đạn, khi mà cả hai bên là Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng đều muốn tranh giành quyền kiểm soát ở khu vực Tam Giác Sắt này. Đây là mô hình địa đạo được phục dựng lại để phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu. Vì là mô hình phục dựng nên lối vào được làm kiên cố với mái che lợp ngói. Những cái ụ ở giữa sân này chính là những lỗ thông hơi. Ở đây mình thấy có 4 đến 5 cái mô hình này. Và hầu như là cái cấu trúc bên trong thì nó tương đối giống nhau. Lối đi xuống địa đạo thì người ta thiết kế hệ thống bậc cấp và có cả lan can hai bên. Đối với địa đạo thật thì lối xuống chỉ là một cái lỗ rất nhỏ, chỉ đủ cho một người chui lọt và có nắp đậy để ngụy trang. Ở trong đây thì khá là tối cho nên là mình đã chuẩn bị một cái đèn pin nhỏ. Ban quản lý của di tích cũng cho
đặt loa để phát những cái tiếng chim kêu, tiếng máy bay và tiếng bom nổ, tái hiện lại một cách chân thực nhất thời điểm lúc bấy giờ. Người ta ước tính khu địa đạo này có tổng chiều dài lên đến 100 km và được phân chia thành hai trục đường. Trục đường xương sống là các nhánh đường chính của địa đạo. Trục đường xương sống thì được đào cách mặt đất khoảng 4 m, hầm cao 1,2 m và rộng 0,8 m. Có những đoạn được thiết kế từ 2 đến 3 tầng. Dọc theo đường hầm thì có các lỗ thông hơi đã được ngụy trang kín đáo. Xung quanh cửa hầm lên xuống thì được bố trí rất nhiều hầm trong, hố đinh và bãi mìn để ngăn chặn đối phương tiếp cận. Trục đường xương sườn là các nhánh đường phụ được đào từ đường chính liên thông về các ấp. Trong lòng địa đạo thì có các hầm rộng để nghỉ ngơi sau chiến đấu. Ngoài ra thì còn có hầm chứa vũ khí, lương thực thực phẩm, hầm làm việc, chỉ huy và hầm chữa trị thương binh, vân vân, đáp ứng gần như tất cả các nhu cầu cần thiết. Vì do có tiếng loa ồn cho nên mình thuyết minh hơi bị ngắt ngắt quãng thì các bạn thông cảm nha. Đoạn địa đạo phục dựng này thì chỉ dài khoảng tầm 30 đến 40 m thôi các bạn. Tham quan một đoạn địa đạo ngắn như thế này thì chúng ta cũng có thể hình dung được cơ bản về những hoạt động đã từng diễn ra ngay dưới vùng đất tam giác sắc này. Tiếp theo đây là một chứng tích cũ cũng rất đặc biệt trong khuôn viên di tích này. Đây chính là dấu tích còn sót lại trong những đợt quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ném bom B-52 lên vùng đất tam giác sắt. Một cái hố rất là sâu. Hiện tại bây giờ thì cây cối mọc lên nhiều, che đi một phần di tích cũ. Đã trên dưới 50 năm trôi qua, nhưng những gì còn sót lại vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh. Và di tích tiếp theo mà chúng ta sẽ tham quan đó là chiếc xe tăng bị bắn cháy trong trận Tam Giác Sắt năm 1974. Ở đây là khu tưởng niệm liệt sĩ xã Phú An, nằm đối diện với làng tre Phú An ở bên kia. Làng tre Phú An cũng là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là nơi đang ươm trồng và chăm sóc hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn giống tre của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, là nơi vô cùng thích hợp để tránh nóng và tổ chức các buổi vui chơi dã ngoại. Địa điểm này thì mình cũng đã từng làm video giới thiệu chi tiết rồi. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể tìm video về làng tre Phú An trên kênh của mình để xem thêm nha. Ngay khi bước vào cổng thì chúng ta nhìn về phía bên tay trái sẽ thấy chiếc xe tăng đang được trưng bày ở đây. Tấm bảng thông tin thì được đặt dưới phần đế của di tích. Chiếc xe tăng này bị sư đoàn 9 bộ đội chủ lực bắn cháy trong tháng 5 năm 1974, thời điểm quân giải phóng mở cuộc tấn công vào ba tiền đồn của Việt Nam Cộng Hòa đóng dọc theo tuyến tỉnh lộ 7. Do được trưng bày ngoài trời và trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết
nên hiện trạng của chiếc xe tăng này thì gần như bị rỉ sét toàn bộ. Các chi tiết cũng dần bị rơi ra khỏi các mối nối. Bánh xích này có chiều cao khoảng hơn 1 mét đó các bạn. Bên ngoài thì có bọc một lớp cao su dày. Nòng pháo cũng rất là dài. Với kích thước đồ sộ như thế này thì rất có thể đây là mẫu xe tăng M48, xe tăng chủ lực của quân đội Mỹ. Trong trận chiến ở vùng Tam Giác Sắt thì không riêng gì phía Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà những chiếc xe tăng T-54 của quân giải phóng cũng đã bị bắn cháy. Một cuộc giao tranh rất là quyết liệt, gây thiệt hại lớn về cả khí tài quân sự và thương vong lớn cho cả hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết những cái dấu tích còn sót lại của chiếc xe tăng này. Các cái phần chi tiết ở bên trong này, cái mặt bên này là mình thấy khoảng đâu đó 4 cm các bạn. Mặt này thì khoảng 2,5 cm. Cái lớp giáp rất là dày luôn. Nhìn ở góc này thì chúng ta thấy trên tháp pháo có một vết đạn rất là lớn. Đây, đường kính khoảng 4 phân. Ngay bên cạnh này là những vết lõm khác nhỏ hơn. Đây cũng là những vết đạn bắn, nhưng chưa đủ hỏa lực để có thể làm thủng cái lớp giáp này. Vết đạn lớn phía trên chính là vết đạn chí mạng. Có lẽ chính vết đạn đó đã làm chiếc xe tăng này bị cháy. Những dấu tích hiếm hoi còn sót lại cho đến tận bây giờ. Sau 7 tháng trời ròng rã thì cuối cùng trận chiến ở khu vực Tam Giác Sắt cũng đã kết thúc. Sau trận chiến thì hai bên quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều không công bố số liệu cụ thể tổn thất và thương vong. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đây là một chiến thắng, bởi vì họ đã thành công trong việc đẩy lùi quân giải phóng và giành quyền kiểm soát ở khu vực Tam Giác Sắt. Còn về phía quân giải phóng thì sau trận chiến họ cũng rút ra được nhiều bài học và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu trên chiến trường, tạo tiền đề cho những trận đánh quyết liệt táo bạo hơn sau này. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.